9. Phẩm thanh tịnh. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế rất là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế là ánh sáng lớn. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế là không đắc không hiện quán. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế không có sự phát sanh. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế chẳng sanh ba cõi. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế không hiểu không biết. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế không biết sắc, cũng không biết thọ tưởng hành thức. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì rất thanh tịnh, không tổn, không ích, trí nhất thiết. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, vì rất thanh tịnh, không thù, không xả, tất cả pháp. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh, nên sắc thọ tưởng hành thức cũng thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh, nên quả cũng thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh, nên trí nhất thiết cũng thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh, nên không đắc không hiện quán. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã không biên giới, nên sắc thọ tưởng hành thức cũng không biên giới. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát luôn hiểu biết như thế thì đó là bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như thế chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải trung gian. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát phát sanh tưởng như thế thì bỏ xa bát nhã ba la mật đa. Phật dạy: Hay thay, hay thay, thiện hiện, các Bồ Tát này chấp trước danh, chấp trước tướng, cụ thọ thiện hiện bạch Phật. Bạch Thế Tôn, hy hữu thay, bạch Thế Tôn, ngài vì Bồ Tát trình dạy phân biệt rốt ráo tướng chấp trước bát nhã ba la mật đa sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi thiện hiện: Thế nào là Bồ Tát phát sanh tướng chấp trước bát nhã ba la mật đa sâu xa? Thiện hiện thưa: Nếu các Bồ Tát bảo sắc là không thì gọi là chấp trước, bảo thọ tưởng hành thức là không thì gọi là chấp trước, bảo pháp ba đời là pháp ba đời thì gọi là chấp trước. Nghĩa là các Bồ Tát từ khi mới phát tâm vô lượng phước phát sanh thì gọi là chấp trước. Lúc ấy trời đế thích hỏi thiện hiện: Do nhân duyên nào như thế cũng gọi là chấp trước? Thiện hiện thưa: Vì có chấp tâm nên cho là tâm chấp này có thể hồi hướng vô thượng Bồ Đề, nên gọi là chấp trước. Kiểu thi ca: Bản tánh của tâm là không, không thể hồi hướng. Nếu các Bồ Tát muốn dạy người khác hướng tới đại Bồ Đề thì nên theo thật tướng để chỉ bày, khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, không tổn hại mình cũng không tổn hại người khác. Chư Phật Thế Tôn đồng chấp nhận, vì xa lìa tất cả phân biệt chấp trước. Bấy giờ Thế Tôn khen thiện hiện: Lành thay, lành thay, ông có thể giảng thuyết phân biệt cho các Bồ Tát về tướng chấp trước, làm cho các Bồ Tát hiểu biết rõ để xa lìa. Lại có các chấp trước nhỏ nhiệm khác sẽ nói cho ông nên lắng nghe. Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Phật bảo thiện hiện: Nếu thiện nam tử, trụ Bồ Tát thừa, vân vân, ở chỗ chư Phật chấp thủ tướng nhỡ nghĩ,